Em Thùy chào các bác yêu hoa lan ạ. Hôm nay thì em mới vừa siêu tầm cho các bác nhà mình một cái lô đai châu dùng. Tóm lại là cái này nó gọi là hàng VIP rồi các bác ạ. Chứ nó cũng không phải là cái hàng xô nữa rồi. Hàng toàn có là đến 10 nụ, 15 nụ trên một trụ thôi, nó đẹp lắm. Nó gọi là hàng loại 1, cực kỳ đẹp rồi các bác ạ. Các bác mua hàng thì gọi điện trực tiếp giúp em qua số điện thoại là 0974752462 ạ. Em có cái số này là em cũng đã đăng ký Zalo rồi các bác nhá. Đây, các bác ơi, chỉ cần Tết nhà mình trưng một cái trụ châu như thế này thôi là nó đã quá là tuyệt vời rồi. Mà mùi thơm của nó, em nói thật với các bác nhà mình là thơm lắm, thơm lừng luôn. Như con này thì nó đang ra nụ nên em sẽ hạn chế không sờ vào cây để cho bác nhà mình cùng siêu tầm nhá. Cái con này phải thuần vườn đến 3 đến 4 năm rồi. Các bác nhìn cái rễ của nó này, rễ của nó đã bám màu như là thuần vào cái trụ gỗ to như này rồi. Đây, cho mình xem hoa nhá. Đây là mặt hoa của đai châu các bác nhé, đai châu rừng ạ. Hoa rất là đẹp luôn, mà được cái là nó rất là nhiều nụ nhé. Những cái đơn này thì nó sẽ cao tiền một chút các bác ạ. Và giá em chưa bao gồm tiền phí vận chuyển nhé. Các bác đánh cho em là mã 1, hai cái con châu này tổng cả là 11 nụ với giá là 1,2 triệu. Những con này thì em phải đóng vào thùng xốp. 5 nụ mà thế đây, theo. Nhưng con này đã mới có 6 nụ mà nó đã đẹp như thế này rồi. Mà hai cây của bác nhà mình nó tận 11 nụ cơ, mà nụ chuẩn 100% là nụ Tết cho em nhá. Vì từ giờ đến Tết đang còn rất là dài thời gian nữa. Nụ chuẩn 100 là Tết cho em. Đơn số 1 ạ, với giá là 1,2 triệu nhá. Nhưng trọng lượng của con này nếu mà bán theo hàng kg thì nó rất là to. Các bác nhìn như này thôi nó to lắm. Đây, trời ơi, các bác nhìn cho em cái điện thoại của em là điện thoại iPhone 8 nhá, Bluetooth nhá. Mà các bác nhìn này. Đó, thấy chưa? Nó to lắm, to cực kỳ luôn đấy các bác ơi. Đơn số 1 ạ, với giá là 1,2 triệu nhá. Phiên này thì em chỉ lên những con gọi là siêu phẩm thôi. Còn bác nào muốn mua cái loại nó nhỏ nhỏ tiền hơn thì các bác có thể là bảo em nhá. Tiếp theo thì đơn này nữa. Đèo, các bác nhìn cho em này. Ôi, nó to khủng chưa. Cái con này thì em đang làm 10 nụ các bác ạ, với giá là 1 triệu nhá. Con này thì nó có là một con thái các bác ạ. Con này là con thái này. Thái, nhưng mà em không biết là con này là thái là hoa màu gì. Nhưng mà cái đai châu thái thì nó sẽ đa dạng màu sắc hơn. Nhưng em vẫn cứ bán bằng với giá của châu rừng nhá. Con này con thái này. Con này chắc con rừng này. Đơn là đơn số 2 với giá là 1 triệu ạ. Ôi nó to lắm các bác ơi. Thật sự luôn, con này đẹp lắm. Con này nó còn chưa hề xuống lá chân luôn. Đơn số 2 ạ, với giá là 1 triệu cho em nhá. Các bác ơi, khi mà em gửi cho nhà mình ấy thì em chỉ gửi cây với khúc gỗ nhá. Chứ còn cái chậu này là em chỉ để vào thôi, cho cây nó riêng thôi các bác nhá. Đơn số 2 với giá là 1 triệu cho em ạ. Mèo ơi, nó to lắm. Cho bác nhìn là cái lá này. Đây này. Ôi, siêu phẩm luôn nhà mình ạ. Đơn số 2 với giá là 1 triệu. Tiếp theo đơn số 3. Đơn này cho bác là vừa tiền này, là 480.000 cho em nhá. Đơn số 3 này được có 4 nụ thôi. Thế bác nào mà tầm trung trung như này là nhà mình siêu tầm được rất là ok này. Kèm theo cả một con nhỏ này nữa này. Con nhỏ này em không có tính tiền nhá, nhưng mà nó kèm cả một đôi vào thì em như thế này luôn. Cái lô hàng rừng này ấy thì là người ta cho ăn giờ gọi là dầm mưa dãi nắng luôn, nên tất nhiên là cái lá của nó không có được mướt như cái hàng ở trong nhà đâu các bác ạ. Nhưng mà độ sống của nó thì các bác cứ yên tâm nhá. Độ sống thì sống thoải mái 100% cho tất cả mọi thời tiết luôn. Đơn số 3 với giá là 480 cho một đơn như thế này là 4 nụ cho em ạ. Còn cái loại mà nuôi ở trong nhà mà toàn có phân thuốc nhiều thì cây của nó mướt được mượt lắm. Nhưng mà cái loại đấy các bác về các bác trồng nó không có sống được đâu. Cái loại này nó là trồng dầm mưa dãi nắng cả các bác ạ. Đơn số 4 ạ. Đơn này em để nhà mình là 700.000, con này là 9 nụ nhá. Nụ cho nhà em là nụ Tết 100% luôn, coi như này được. Đây ạ. Nó đang có nụ nên em không có sờ tay vào các bác ạ. Này các bác nhìn cái bộ rễ của nó kinh khủng chưa? Rễ phải to như ngón tay luôn. Lỗ một chút lá các bác nhé. Đơn số 4 ạ, với giá là 700.000. Nhà mình tranh thủ mua từ bây giờ đi, vì bây giờ là cái hoa này nó đang còn nụ nhỏ các bác. Mua từ bây giờ là nó gửi đi là sẽ đảm bảo 100% nụ, là không bị sao, không bị hỏng nụ, các bác yên tâm nhé. Đơn số 4 ạ, với giá là 700.000 cho 9 nụ 2 cây. Tiếp theo đơn số 5. Đơn này thì 10 nụ 800.000. Đây con này là toàn là lá xếp mà chân lá vẫn đang còn này. Đấy, hàng cho ăn mưa ăn nắng, các bác nhìn cây là các bác biết ngay. Đấy, em cũng không có nói là cái lá của nó gọi là đẹp
tì vết đâu. Nhưng mà cái loại này được cái là thuần dầm mưa nên các bác cứ yên tâm. Các bác mới biết trồng biết chơi nhà mình cứ vào cái lô này cho em, vì lô này thực sự là rất là ưng ý. Đơn số 5 ạ, tổng cả là 10 nụ nhá. Với giá là 800.000 cho em ạ, 10 nụ nhá các bác nhá. Đây em cho mình ngắm lại cái chậu hoa nữa. Mới có 6 nụ thôi mà các bác thấy đẹp như này rồi, chứ còn 10 nụ với 15 nụ thì quá là ok. Đơn là đơn số 5 với giá là 800.000 10 nụ. Tiếp theo đơn số 6 với giá là 800.000 11 nụ. Đây các bác nhìn này, cái nụ của nó đang rất là đẹp luôn. Các bác ở miền Bắc thì lấy những con nó nhú to như này nhá. Còn miền Nam thì nhà mình lấy con nhỏ thôi, vì trong Nam không có thời tiết mùa đông. Còn miền Bắc nhà mình thì lấy những con phân nụ như này là ok này. Chuẩn 100% Tết luôn cho em. Hoa bền được 2 tháng, hơn 2 tháng đấy ạ. Đơn số 6 với giá là 800.000. Con này nụ đẹp này. Trời ơi, coi đẹp lắm. Đây, em được bê cho bác nhà mình xem, mà to lắm nhà mình ơi, nó không có bé đâu các bác nhá, rất là to. Các bác nào cũng bảo là nhìn trên video mà nhỏ lắm, đi ra ngoài nhận nó to lắm, mà đóng cây nó vĩ đại cực kỳ luôn. Các bác cứ tưởng tượng là cái size cây của nó là hơn 2 cây là hơn 1 cân. Đấy, cũng có cây to hơn, có cây bé hơn nha các bác nhá. Tiếp theo em sang cái con này là cái con gọi là quá là kinh khủng. Mã số 7 không đồng mã. Mã này là mã số 7 cho em nhá. Anh có ghi mã đâu. Mã số 7 với giá là 1 triệu cho 12 nụ. Cái con này là nhiều nụ nhất trong cái lô này này. À con kia mới 13 nụ là nhiều nhất này. Trời ơi, nó coi đẹp lắm nhà mình ạ. Con này xếp chụt chịt luôn. Các bác quay kiểu gì các bạn? Các bác mới thấy đẹp. Đây ạ. Ôi đẹp lắm. Đơn này đơn số 7 với giá là 1 triệu. Đây này, nụ bên này. Cái con bên này nó xếp rụt rụt luôn này các bác ạ. Xếp hình chữ V luôn nha. Quá đẹp lắm này. Đơn số 7 là 1 triệu cho em. Đây các bác này. Ok chưa? Em không hay bán trâu, nhưng mà thật ra là cái lô trâu đẹp thì em cũng sẽ lấy để phục vụ các bác nhà mình cho hoa Tết. Hoa của nó thì các bác biết là nó thơm lắm. Chỉ cần một chậu thôi mà các bác để cho một cái phòng khách thì nó quá là tuyệt vời luôn. Đơn số 7 với giá là 1 triệu cho 12 nụ 2 cây cho em nhé. 12 nụ thì to và thơm lắm. Tiếp theo là đơn số 8. Đơn số 8 đây ạ, là tổng là 13 nụ với giá là 1 triệu nhá. Đây hàng rừng thì nó thật các bác chăm lâu lắm rồi, 3-4 năm rồi, nó không thể nào mà nó xuống được rồi. Không thể nào mà còn những cái cây nó còn được nguyên trọn vẹn lá chân đâu. Nhiều khi là nó cũng vì dầm mưa dãi nắng mà. Tiếp theo là đơn số 8 với giá là 1 triệu cho 13 nụ luôn. Đây ạ. Hàng này là hàng không phân thuốc các bác nhá, hàng trăm tự nhiên cho em nhá. Đơn số 13, đơn số 8 với giá là 1 triệu cho 13 nụ. Tiếp theo là đơn số 9, con này để các bác nhà mình là 380 thôi, con này là mười mấy, bao nhiêu nụ? 3 nụ, con này 3 nụ cho em nhá. 3 nụ đây, bác nào lấy con này đi ok này, đơn số 9 với giá là 380.000. Nụ rất là dài. Tối nay thì em sẽ like ở trên cái này nhá. Trên kênh Hoa Lan Phương Thủy nha các bác ơi. Đây có những cây nó gọi là rất là đẹp luôn. Nhưng hôm nay ở trên video em chỉ lên từng một đấy mã quá nhà mình siêu tầm thôi. Đây hôm nay chỉ được một ít này thôi các bác ạ. Các bác gọi điện trực tiếp thêm để mua cây nhé.